Kính thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn đã chỉ đạo cuộc họp cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố nhận định số ca nhiễm liên quan đến Hội thánh Chuyển giáo Phục Hưng sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Tuy nhiên, dịch COVID-19 vẫn đang trong tầm kiểm soát với sự vào cuộc của toàn hệ thống. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho tình huống điều trị 2.000 bệnh nhân COVID-19, cách ly tập trung 30.000 người. Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số ca nhiễm từ Hội Truyền giáo Phục Hưng đã lây lan sang cả F1 và F2. Tính đến ngày 1 tháng 6, số ca liên quan đến Hội Thánh là 211 bệnh nhân. Còn số này khi lây lan trong cộng đồng được dự báo có thể đạt mốc 500 ca nhiễm, chủ yếu là nhóm F1 đang được cách ly tập trung. Tuy nhiên, thành phố vẫn đang tiến hành khoanh vùng để thu hẹp sự lây lan của chuỗi lây nhiễm này. Và ban đầu khi chúng tôi phát hiện nó khai chỉ là 22 thành viên thôi. Cho đến chiều ngày hôm qua thì nó mới con số này lên tới là 55 thành viên. Không phải nó chỉ có trong phạm vi 22 quận huyện thành phố mà hiện nay nó đã lan tới Long An, lan tới Bạc Liêu. Cho tới giờ phút này thì vẫn đang trong cái tầm kiểm soát. Tuy nhiên trong thời gian tới đó thì có thể tiếp tục ghi nhận các cái ca nhiễm rải rác. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao hiệu quả của công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố hiện trong thế chủ động kiểm soát, nhưng nếu lơ là, mất cảnh giác thì hậu quả sẽ rất khó lường. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ đạo thành phố cần triển khai kiểm soát việc thực hiện bộ tiêu chí phòng dịch trong các lĩnh vực một cách cụ thể, đặc biệt là phải quy trách nhiệm đơn vị hay cá nhân người đứng đầu nếu có vi phạm. Phải triển khai thành kế hoạch hành động, có chương trình giám sát, kiểm tra, quy rõ trách nhiệm người đứng đầu. Ở nơi nào là với địa phương, ở nơi nào là với công đoàn, có cái sự giám sát như thế nào thì đấy, rồi ký cam kết như thế nào, như các ông chỉ làm ký cam kết xong là phải có kiểm tra giám sát. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đã có các phương án nhằm đảm bảo nhu cầu thực phẩm, chăm sóc y tế trong thời gian giãn cách xã hội. Riêng với quận Gò Vấp, những khó khăn trong triển khai 2 ngày qua như phân luồng giao thông, chốt kiểm soát ra vào hiện đã có phương án. Sáng nay, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong quân đội theo hình thức trực tuyến tại 190 điểm cầu toàn quân. Trước diễn biến phức tạp, Bộ Quốc phòng đã kích hoạt hệ thống phòng chống dịch ở mức cao nhất. Tại phiên họp trực tuyến, đại diện quân khu 7 cho rằng mầm mống bùng phát dịch bệnh ở nhiều tỉnh thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long liên quan trực tiếp đến những người nhập cảnh trái phép. Qua đó đề xuất Bộ Ngoại giao có những phương án xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép hết cách ly 21 ngày nhưng vẫn không chịu về nước. Từ 27 tháng 4 đến nay thì như vậy là cái số lượng người nhập cảnh trái phép thì vào trong địa bàn là trên 100 mấy chục. Người Trung Quốc có, người Nga có, Nigeria có và các nước khác v.v. Sau khi hết hạn cách ly là những người này là đổi với lý do như thế này là không có tiền để mà về nước. Đó. Mình có đặt như Tây Ninh đó là 40 mấy người, mình phải nuôi ra thêm gần 4 tháng nữa nhưng mà cũng chưa có một cái cơ chế nào để trục xuất hay sao mà giải quyết cái gì cho nó thấu đáo chuyện này. Cho nên nó ảnh hưởng rất lớn cho được cái việc mà địa phương trong cái phòng chống dịch mà kể cả trong các cái khu cách ly. Trước diễn biến của đợt dịch thứ tư ngày càng phức tạp, Bộ Quốc phòng kích hoạt hệ thống phòng dịch ở mức cao nhất. Hiện các lực lượng của Bộ Quốc phòng đã điều động tăng cường hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ về cho tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Quân đội đã triển khai 3 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm tại các tỉnh. Đến hết ngày 30 tháng 5, các bệnh viện đã tiếp nhận trên 641 bệnh nhân COVID-19 vào điều trị. Chỉ đạo các học viện, nhà trường, quân đội tổ chức cái kỳ thi bảo đảm chất lượng phù hợp chặt chẽ, phòng chống tốt cái dịch bệnh. Và riêng học viện quân y thì các anh chị đề xuất với Bộ Quốc phòng giao Bộ Tổng tham mưu nghiên cứu để là thi trước, và lực lượng này nó sẵn sàng cơ động tăng cường cho Bắc Ninh, Bắc Giang, kể cả Hà Nội và một số địa bàn khi có dịch diễn biến phức tạp. Thì báo cáo chỉ là nguồn lực chúng ta thì còn là học viện quân y thôi, thì còn là bên ngoài thì báo cáo chỉ là các học viện, các nhà trường quân y sẵn sàng cái số học viên này để tăng cường cho đơn vị đi lấy cái mẫu xét nghiệm.
Một kết quả khả quan khác đóng góp vào công tác phòng chống dịch của Bộ Quốc phòng khi Học viện Quân y đã hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 2 của vaccine Nanocovax và đang bước vào giai đoạn 3. Đồng thời, Học viện Quân y cũng nghiên cứu thành công phương pháp xét nghiệm SARS-CoV-2 công suất lớn, góp phần vào chiến lược xét nghiệm rộng. Các cơ quan chức năng đang hoàn thiện thủ tục để mua 5 xe labo cơ động cho xét nghiệm phòng chống dịch. Với sự nhanh nhạy, dám chấp nhận rủi ro lớn, Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC là đơn vị đầu tiên mang 30 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về Việt Nam, kịp thời cùng với Bộ Y tế triển khai tiêm chủng cho cán bộ tuyến đầu chống dịch. Với những đóng góp đặc biệt đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng bằng khen cho VNVC cho những thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư với nhiều diễn biến phức tạp, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC tiếp tục nhận lô thứ hai với 287.600 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca theo hợp đồng đặt mua 30 triệu liều với công ty này, nâng tổng số vaccine đã về Việt Nam theo hợp đồng này là 405.200 liều. Với hợp đồng VNVC đặt mua 30 triệu liều của AstraZeneca, Việt Nam có được những liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, đồng thời trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trong khu vực tiếp cận với loại vaccine phòng COVID-19 uy tín hàng đầu thế giới. Ngay lô vaccine đầu tiên, trước bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp, ngay lập tức, VNVC chuyển giao cho Bộ Y tế, phối hợp với Bộ Y tế kịp thời triển khai tiêm chủng cho cán bộ tuyến đầu chống dịch ở 13 tỉnh thành trên toàn quốc. Với những đóng góp đó, ngày 1 tháng 6, VNVC vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của Chính phủ dành cho những nỗ lực vượt trội, đóng góp đặc biệt kịp thời của VNVC suốt những năm qua trong việc triển khai tiêm chủng vaccine cho nhân dân, nhất là trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu vaccine, việc thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký thông qua cũng được coi là giải pháp để Việt Nam đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine COVID-19, tiến tới miễn dịch cộng đồng. Và nội dung này sẽ được đề cập sâu hơn trong mục Chuyện trong ngày sau ít phút nữa. Mời quý vị quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, ngày 1 tháng 6, Tổng cục Thuế đã phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thuế nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, chung tay hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, bên cạnh việc ủng hộ những người đang ở tuyến đầu chống dịch, mua máy thở và trang thiết bị y tế, hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, ngành thuế tập trung phát động ủng hộ vào quỹ vaccine phòng COVID-19, qua đó đóng góp thêm nguồn kinh phí để chung tay với Đảng, Nhà nước thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giúp đất nước ta sớm chiến thắng dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đảm bảo miễn dịch cộng đồng trong năm 2021, thì Việt Nam cần 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm chủng cho người dân. Và để có đủ số lượng 150 triệu liều này, cần khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Đây là một khoản chi lớn với ngân sách. Do đó, để huy động sự đóng góp của xã hội, ngày 26 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 779 thành lập Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19. Vậy, cơ chế hoạt động, cách vận hành và sử dụng nguồn Quỹ Vaccine phòng COVID-19 này ra sao để phát huy hiệu quả? Đây cũng chính là câu chuyện sẽ được chúng tôi phân tích ở mục Chuyện trong ngày hôm nay. Về nguồn thu của quỹ, tài khoản của quỹ vaccine phòng COVID-19 sẽ được mở tại một ngân hàng thương mại. Qua tài khoản này, các cá nhân, tổ chức có thể chuyển tiền trực tiếp vào tới quỹ. Bộ Tài chính sẽ có trách nhiệm công khai các đóng góp này trên cổng thông tin điện tử. Ngoài việc ủng hộ trực tiếp qua tài khoản bằng tiền, các tổ chức, cá nhân ủng hộ có thể đóng góp bằng nhiều loại hình vật chất khác, kể cả vaccine và các nguồn vốn hợp pháp khác. Nguồn ủng hộ bao gồm cả từ trong và ngoài nước. Việc đóng góp ủng hộ cho quỹ vaccine phòng COVID không hạn chế, đa dạng để huy động các nguồn lực quốc gia có thể đảm bảo nguồn vaccine. Nhiệm vụ chính của quỹ là sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19. Có thể nói, quỹ vaccine phòng COVID-19 là giải pháp cực kỳ quan trọng, mở đường cho việc đảm bảo nguồn tài chính trong tiếp cận vaccine đối với tất cả người dân Việt Nam. Dự kiến muộn nhất trong tuần đầu của tháng 6, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các đơn vị để ban hành được quy chế. Hiện tại, khi quy chế hoạt động của quỹ chưa được ban hành, các tổ chức và cá nhân vẫn có thể tiếp tục đóng góp thông qua Mặt trận Tổ quốc hoặc Bộ Y tế. Sau đó, Bộ Tài chính sẽ làm việc với các cơ quan này để chuyển các khoản đóng góp đó về quỹ vaccine phòng COVID-19. Với mục tiêu tăng cường các biện pháp, các nguồn tiếp cận sớm nhất để có đủ vaccine tiêm chủng cho hơn 70% dân số là nhiệm vụ cấp bách giai đoạn này. Mới đây, không chỉ Bộ Y tế, Chính phủ cũng đã thông qua việc cho phép khuyến khích tất cả các địa phương, các doanh nghiệp có điều kiện, khả năng tiếp cận các nguồn vaccine đều có thể nhập khẩu. Tuy nhiên, tất cả các vaccine này đều phải đảm bảo an toàn chất lượng và được Bộ Y tế cấp phép.
Hàng loạt công nhân ở các nhà máy khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh được tiêm vaccine COVID-19. Đây là nhóm đối tượng ban đầu không nằm trong diện ưu tiên sẽ được tiêm vaccine. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp đã xâm nhập lây lan rộng trong các khu công nghiệp của hai tỉnh này. Và để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, không đứt gãy hoạt động sản xuất, thì tiêm vaccine là biện pháp cần thiết lúc này. Là mục tiêu của đợt tiêm chủng lần này là chúng ta có 3 cái đối tượng. Thứ nhất là đối tượng ở những nhân viên tuyến đầu đã được tiêm lần 1 sẽ được tiêm lần thứ 2. Thứ hai là tiêm cho các đối tượng mà ở trên tuyến đầu, y tế, công an, quân đội. Đối tượng thứ ba là các cái công nhân và thực hiện đúng cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đó là chúng ta vừa thực hiện mục tiêu kép là chống dịch COVID-19 nhưng mà đồng thời cũng đảm bảo sản xuất. Và đây là một cái tiền đề rất tốt để cho một số các cái cơ sở sản xuất nằm trong các khu công nghiệp có đầy đủ các cái điều kiện về an toàn. Được giao là đầu mối nhập khẩu vaccine, nhưng không có nghĩa là Bộ Y tế độc quyền, mà đơn vị này luôn khuyến khích tất cả các địa phương, các doanh nghiệp có điều kiện, khả năng tiếp cận các nguồn vaccine đều có thể nhập khẩu. Tuy nhiên phải đảm bảo tiêu chí, chất lượng vaccine an toàn đã được cấp phép. Bộ Y tế cũng khẳng định, mặc dù hiện nay tình trạng khan hiếm vaccine trên thế giới vẫn căng thẳng, nhưng với các thỏa thuận đã đạt được, mục tiêu nhập khẩu 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021 rất khả thi. Bộ Y tế đang đề nghị là mua thêm của COVAX Vaccity với cái số lượng khoảng 10 triệu liều của AstraZeneca và mua thêm của Pfizer cũng khoảng 10 triệu liều nữa. Cùng với cái số lượng vaccine đó, cùng với cái các nhà tài trợ, nhà hỗ trợ cung cấp thì chúng tôi ước tính là cái số lượng 150 triệu liều thì trong năm nay có thể đáp ứng được. Liên quan đến vấn đề nhập khẩu vaccine, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết cần phải tìm mọi giải pháp để có vaccine sớm nhất. Mọi vướng mắc cần phải được tháo gỡ ngay. Với những hồ sơ xin cấp vaccine hợp lệ, Bộ Y tế cần phải giải quyết cấp phép ngay, tối đa là trong 5 ngày làm việc. Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu, mặc dù tạo điều kiện cho nhiều hình thức nhập khẩu vaccine, nhưng cần phải luôn tuân thủ nguyên tắc tiếp cận công bằng trong tiêm chủng. Thế nhưng mà tất cả các đối tượng mà được chính phủ đánh giá có rủi ro thì sẽ được ưu tiên tiêm. Và những đối tượng đấy thì vừa qua là Ban Chỉ đạo Quốc gia đã yêu cầu là bổ sung tất cả người lao động trong môi trường làm việc là tiếp xúc nhiều người, như là các nhân viên ngân hàng, các nhân viên làm các cái cơ sở lưu trú, hay là những nhóm đối tượng mà do yêu cầu phải làm việc trong các phòng kín, nhưng là các cái đơn vị làm công nghệ thông tin thì mình đưa những đối tượng này vào cái diện mà rủi ro cao và sẽ yêu cầu khai báo y tế bắt buộc. Mặt khác, Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu cần tập trung cao độ để chuẩn bị khi có vaccine là tổ chức tiêm chủng kịp thời, an toàn. Đặc biệt, theo dự kiến, vào quý 4 năm 2021 sẽ có một lượng vaccine rất lớn được nhập khẩu về. Việc tiêm chủng vẫn cần phải tuân thủ theo chủ trương. Đối tượng ưu tiên nguy cơ cao sẽ được tiêm trước. Song song với việc cố gắng đàm phán để sớm có nguồn vaccine COVID-19 cho người dân tiêm trong năm 2021, tiến tới đảm bảo miễn dịch cộng đồng, thì một trong những nhiệm vụ đang được ngành y tế cùng các đơn vị nghiên cứu triển khai mạnh đó chính là tiến hành các bước thử nghiệm và sản xuất vaccine trong nước. Và một tin vui đối với tiến trình nghiên cứu sản xuất vaccine Made in Việt Nam đó là vaccine phòng COVID-19 Nanocovax do Học viện Quân y phối hợp với công ty Nanogen nghiên cứu phát triển vừa được Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia cho phép thử nghiệm giai đoạn 3 với thời gian dự kiến từ nửa đầu tháng 6 năm nay. Theo đó thì sẽ có khoảng 13.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Được biết là tất cả các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm trong hai giai đoạn trước đó đều được giám sát theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Và đáng nói nhất là trong máu của các tình nguyện viên này đều đã xuất hiện kháng thể với virus SARS-CoV-2 với số lượng kháng thể đang tăng dần. Đây là hai trong số gần 600 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax giai đoạn 2 phòng chống COVID-19. Sau 3 tháng được tiêm 2 mũi vaccine, sức khỏe của cả hai đều ổn định và kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu đã xuất hiện kháng thể đối với virus SARS-CoV-2. Sau mỗi tuần bọn em đến kiểm tra sức khỏe một lần, xét nghiệm máu và cân đo các thứ kiểm tra xem có sức khỏe có bình thường hay không. Những lần đấy thì em cũng thấy sức khỏe của em cũng rất là tốt.
Về sức khỏe của em thì sau cái thời gian tiêm vaccine thì em vẫn sinh hoạt bình thường, ăn ngủ nghỉ thì sức khỏe em theo dõi thì như của em thì không có gì thay đổi. Tất cả những người tham gia thử nghiệm đều được theo dõi sức khỏe trong vòng 6 tháng và xét nghiệm máu định kỳ để lấy thông tin đánh giá sức khỏe cũng như khả năng sinh tính miễn dịch của vaccine. Tất cả các cái đối tượng nghiên cứu đều tăng cái số lượng kháng thể, đấy là một điều rất là mừng. Cái thứ hai là sau trên gần 600 đối tượng tham gia nghiên cứu thì tất cả đều an toàn, tức là không có trường hợp nào phải xử lý thuốc, phải cấp cứu, vâng. Thì đấy là thể hiện rằng là cái vaccine này cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi tin cực kỳ an toàn. Đến thời điểm hiện tại, kết quả thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax trên 600 tình nguyện viên sau 3 tháng thử nghiệm cho thấy đảm bảo độ an toàn, có khả năng sinh tính miễn dịch và trung hòa đối với chủng virus SARS-CoV-2. Vì vậy, dù chưa hết thời gian thử nghiệm giai đoạn 2, nhưng kết quả thử nghiệm đã đạt được những yêu cầu đề ra. Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất với Hội đồng Đạo đức Quốc gia để thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Cái vaccine này, những dữ liệu mà chúng tôi có được là chứng minh là nó không có sốc phản vệ, chưa có những trường hợp nào nó gây biến chứng bị tắc mạch. Thế và đầu hội đồng y Đức thì đã xác nhận là vaccine này tiếp tục là vaccine an toàn. Cái giai đoạn 2 đánh giá tiếp thì trên 3 cái liều là 25 microgram, 50 microgram và 75 microgram thì kết quả cũng cho thấy là cả 3 liều đều đáp ứng tốt, đều an toàn, đều sinh kháng thể tốt. Và cái kháng thể đấy thử với cả con virus mà con virus gắn với hạt nhựa và con virus sống của SARS-CoV-2 ấy, với cả biến chủng của Anh, của Vũ Hán thì đều có tác dụng. Đấy, như thế là nó có khả năng đáp ứng khá là tốt. Theo đó, trong giai đoạn 3, vaccine Nanocovax sẽ được thử nghiệm tại 10 tỉnh, thành phố với khoảng 13.000 tình nguyện viên, trong đó 1/3 là giả dược. Nếu kết quả thử nghiệm tốt, đảm bảo sinh tính miễn dịch, dự kiến tháng 9 sẽ có thể xin cấp phép để sản xuất vaccine Nanocovax. Nhóm nghiên cứu cũng cho biết hiện cả 3 liều gồm 25 microgram, 50 microgram và 75 microgram đều sinh miễn dịch tương đương do hiệu quả ngang nhau, nên Hội đồng Đạo đức đã quyết định chọn liều thấp nhất để sản xuất vaccine nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Xung quanh vaccine Nanocovax với những kết quả thử nghiệm tiến triển khả quan, Bộ Y tế cho biết sẵn sàng cấp phép khẩn cấp cho vaccine này ngay sau giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3, dự kiến ngay trong tháng 6 này. Nhìn chung, theo đúng quy trình và từng bước của mỗi giai đoạn, để Bộ Y tế có đủ cơ sở khoa học để có thể cấp phép khẩn cấp, sử dụng có điều kiện vaccine Nanocovax ở Việt Nam, thì chúng ta có thể chỉ mất khoảng 2 tháng nữa. Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phan Văn Mãi sinh năm 1973 tại Bến Tre, trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân Anh văn. Ông có phần lớn thời gian học tập và làm việc gắn liền với tỉnh Bến Tre. Từ năm 2007 đến năm 2015, ông lần lượt giữ cương vị Bí thư rồi Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sau đó, ông trở lại Bến Tre giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Cho đến nay, phát biểu giao nhận nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng mong muốn trên cương vị công tác mới, ông Phan Văn Mãi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố phát triển bền vững, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước. Thưa quý vị, nhằm xúc tiến tiêu thụ nội địa cho sản phẩm vải thiều Bắc Giang, ngày hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình kết nối tiêu thụ vải thiều Bắc Giang năm 2021 trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Tham gia hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ sáng nay, đã có 3 hợp đồng được ký kết giữa đơn vị sản xuất, cung cấp tại vựa vải Bắc Giang với các đơn vị bao tiêu lớn. Đánh giá tại buổi kết nối tiêu thụ, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ, vải thiều là mặt hàng nông sản có thời gian thu hoạch ngắn, ngay cả trong điều kiện không có dịch bệnh. Áp lực tiêu thụ vải chính vụ đối với nông dân cũng rất lớn. Do đó, các đơn vị của Bộ Nông nghiệp đang rất nỗ lực hỗ trợ Bắc Giang tiêu thụ vải thiều trong niên vụ vải năm nay. Trước mắt có 3 điểm bán hàng tại số 489 Hoàng Quốc Việt, 26 Phạm Văn Đồng và 120 Trần Quốc Hoàn. Những trái vải thiều này là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm với những chứng nhận khắt khe đạt tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, đủ chuẩn xuất khẩu.
Các điểm tiêu thụ sản phẩm vải thiều Bắc Giang sẽ kéo dài từ hôm nay, ngày 1 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 và có thể kéo dài hơn tùy theo tình hình mùa vụ. Một câu chuyện khá hy hữu xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là trong tháng 5, cùng một ngày, có hai doanh nghiệp do cùng một người đứng tên đại diện theo pháp luật với số vốn điều lệ lần lượt là 500.000 tỷ đồng và 25.000 tỷ đồng. Nếu tính vốn góp ở hai doanh nghiệp, riêng vốn góp của người đại diện theo pháp luật này đã lên đến 22,6 tỷ đô la Mỹ, tức là cao gấp 2,5 lần tổng tài sản 8,7 tỷ đô la Mỹ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam Vingroup. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hai pháp nhân cùng thành lập ngày 20 tháng 5, cùng người đại diện pháp luật, cùng lĩnh vực kinh doanh là lập trình máy tính. Đó là công ty cổ phần tập đoàn kinh doanh tự động toàn cầu GAB Group và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư công nghệ tự động toàn cầu Auto Investment Group. Trong đó, vốn điều lệ của GAB Group lên tới 500.000 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh quốc gia đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Thứ nhất là rà soát lại toàn bộ quy trình cấp đăng ký doanh nghiệp. Thì theo báo cáo của cơ quan đăng ký doanh thành phố Hồ Chí Minh thì hồ sơ là hợp lệ và trình tự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Bộ cũng đã chỉ đạo là thành phố Hồ Chí Minh là tăng cường cái việc theo dõi cái tiến độ góp vốn của doanh nghiệp. Bởi vì cái doanh nghiệp này khi đăng ký thì họ cam kết góp vốn là đến trước ngày 18 tháng 8 họ sẽ góp đủ vốn và bằng tiền mặt theo quy định. Và theo luật thì là doanh nghiệp sẽ có thời hạn tối đa 90 ngày. Đồng thời là toàn bộ cái thông tin thì chúng tôi cũng đề nghị cơ quan đăng ký doanh nghiệp là chia sẻ, cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để mà tiếp tục cùng theo dõi để mà giám sát hoạt động của doanh nghiệp. Theo luật sư Trương Thanh Đức, điều phi lý nhất của việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp này đó là riêng số vốn điều lệ của GAB Group đã là 500.000 tỷ đồng, cao hơn mức vốn hóa của top 5 doanh nghiệp lớn nhất thị trường chứng khoán hiện nay như Vingroup, Vietcombank, Vinhomes, Vietinbank và BIDV. Thì khả năng là gần như 100% không có cái số vốn thật mà có thể rơi vào trong một trong hai trường hợp. Thứ nhất là cứ đăng ký mà chưa hề góp bất cứ cái đồng vốn nào. Thứ hai là cũng đã có thể góp một phần rồi và sẽ góp tiếp nhưng không phải góp bằng tiền mà góp bằng tài sản. Họ có thể là tăng cái giá tài sản lên định giá vốn, định giá cao một cách vô cùng bất thường đến hàng nghìn, thậm chí hàng triệu lần thì cũng có thể ra được cái con số như là đăng ký kinh doanh. Cái hành vi này thì nó sẽ rơi vào cái trường hợp là góp vốn thành lập doanh nghiệp mà không đúng quy định, có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu. Trước đó, vào đầu năm 2020, Hà Nội cũng ghi nhận một trường hợp doanh nghiệp đăng ký thành lập với số vốn cao bất thường là 144.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, một trong hai cổ đông của công ty này lại thừa nhận là số vốn góp là do say rượu nên đăng ký nhầm. Trong thời hạn góp vốn 90 ngày, các cổ đông không thực hiện được việc góp vốn theo cam kết, lại dùng chứng minh thư giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh đã phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị này. Hôm nay ngày 1 tháng 6, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng gay gắt như đổ lửa. Sự oi bức, ngột ngạt của thời tiết khiến cho ai ai ra đường hôm nay đều cảm thấy mệt mỏi, khó thở. Trước cái nắng nóng gần 50 độ ở thủ đô thì người lao động phải chật vật di chuyển và tìm đủ mọi cách để mưu sinh. Bịt kín mặt, đeo kính, mặc áo chống nắng, dừng xe chỗ bóng râm. Thậm chí còn mang theo chăn. Đây là cách mà nhiều người sử dụng để đối phó với cái nắng bỏng rát khó chịu. Nắng nóng đỉnh điểm trên 50 độ C vào giữa trưa đã vắt kiệt sức của nhiều người. Đợt này là cái đợt nóng nhất của từ đầu mùa hè đến nay. Mọi người thì rất là ngại phải ra ngoài đường. Nếu như mà có ra thì mọi người cũng phải cố gắng mà đảm bảo cái giữ cho mình không bị mất nhiệt này, không bị nắng nóng quá, không bị cảm nắng. Giữ cho mình thật kín đáo để khỏi bị cháy ra. Với nhiều người phải làm việc ở ngoài đường như anh Lê Hoàng Tùng, đợt nắng nóng này thật sự gay gắt và khắc nghiệt. Mệt mỏi, kiệt sức và khối lượng công việc đã giảm đi một nửa so với trước vì nắng nóng. Trong cái tuần này ấy, thì nắng ngoài đường lên đến tận 44-45 độ. Đi ngoài đường nó mệt rồi nhiều lúc cảm giác như kiểu nó bị say nắng ấy. Đi về đến nhà là không muốn làm gì chỉ muốn đi ngủ luôn. Đi ra hàng ngoài đường mà những cái chỗ nào mà không có bóng râm ấy
thì lúc chỉ muốn khách ra nhanh thôi, nhiều lúc chờ khách 10-15 phút coi như là gần như là mình cảm thấy mình cũng muốn đi về luôn, không muốn làm nữa. Nhưng ngày trước thì đi làm còn buổi trưa còn hay ăn cơm, còn bây giờ buổi trưa là coi như là toàn uống nước không rồi. Thời tiết thì cũng nắng thì cũng phải chấp nhận theo cái mùa nắng và mùa mưa cũng phải chấp nhận, bởi vì cái nghề của mình là xếp ngoài đường thì không thể tránh được nắng mưa, thì cứ phải mũ kính khẩu trang kín cho nó đảm bảo khói bụi là thứ nhất, thứ hai là nắng nơi này thì cũng phải cố gắng thôi. Theo bản đồ dự báo, nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ sẽ còn kéo dài đến ngày mùng 5 tháng 6, trong khi ở Trung Bộ chấm dứt muộn hơn. Điểm đáng lưu ý, vào ban đêm trời vẫn rất oi bức, ngột ngạt, khiến cho cuộc sống và sinh hoạt của nhiều người dân bị đảo lộn.